Xin chào tất cả các bạn thính giả đang nghe đài. Lại là chúng mình Cá và Rùa đây. Chào mừng các bạn đã đến với video số 6 với chủ đề recap của chúng mình. Hey, lâu rồi mới nghe thấy câu chào quen thuộc này. Đã một thời gian dài rồi chúng tôi chưa gặp nhau phải không nào? Ừ, đúng rồi, lâu lắm mới được ngồi lại với nhau này. Hôm nay UMS Radio cũng như Rùa và Cá sẽ có một màn comeback siêu đỉnh đây. Dạo này các bạn thế nào? Riêng với Cá và Rùa thì vẫn ở trong nhà thường xuyên để chống sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện học tập trực tuyến này. Wow, hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm 2021 rồi. Cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ mai thôi là đã bắt đầu của một năm mới, năm 2022. Và sớm thôi thì không khí Tết sẽ ùa về trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đúng rồi ha, một năm mới đang tiến tới gần rồi. Mong sao dịch bệnh sẽ không diễn biến phức tạp nữa, để trong năm tới chúng ta có thể sớm được đến trường gặp các bạn UMSers. Bắt đầu radio thôi nào. Trước tiên hãy cùng tổng kết lại tháng 12 nhé. Năm nay dịch bệnh lây lan khá nhiều và cũng vẫn còn những chuyển biến rắc rối. Tuy nhiên, học sinh trường trung học cơ sở ngoại ngữ đã thích nghi được với việc học tập online. Đặc biệt, chúng ta vẫn còn có những hoạt động online để kết nối với nhau nữa, và điển hình là giờ sinh hoạt dưới cờ hàng tháng. Đúng rồi, chúng ta đã được tham dự buổi lễ dưới cờ ngày 13 tháng 12 rất đặc biệt mà Rùa vẫn luôn yêu thích, với chủ đề uống nước nhớ nguồn. Cá vẫn còn nhớ y nguyên những phần chia sẻ cực kỳ bổ ích và ý nghĩa dành cho các bạn UMSers. Nào là học thế nào cho thành The Best này, do bạn Hồng Anh và Khánh Linh trình bày, hay quản lý thời gian hiệu quả cùng phương pháp Pomodoro của cô Ngọc Linh. Và tất nhiên cũng không thể quên được những bí kíp giảm căng thẳng mùa thi của bạn Phương Linh và anh Duy nữa. Các bạn còn được cùng chia sẻ những tâm tư về khó khăn trong học tập trên link Padlet của nhà trường. Các bạn học sinh của trường mình được viết lại và tâm sự về những khúc mắc trong quá trình học hỏi, trau dồi kiến thức của bản thân. Từ đấy thì các thầy cô và bạn bè có thể cùng nhau lắng nghe, thấu hiểu và tìm ra phương pháp giải quyết phù hợp nhất. Vậy là buổi sinh hoạt dưới cờ ngày 13 tháng 12 đã diễn ra rất thành công phải không Rùa? Chính xác, chúng ta không chỉ biết thêm nhiều những bí kíp liên quan đến học tập hay là tổng kết lại tháng 11 mà còn được phổ biến về chương trình Giáng sinh năm 2021 nữa. Và nếu có điều gì để mỗi chúng ta phải chờ đợi ở tháng 12 thì Giáng sinh chắc chắn là lý do thỏa đáng nhất. Dù chỉ 13 tuổi nhưng UMS đã duy trì một truyền thống đón Noel đầy yêu thương và nhiều dấu ấn nữa. Nếu như các năm trước, mùa Noel mang một bầu không khí lễ hội nhiều màu sắc đến lấp đầy từng lớp học, trên khung cửa sổ hay sảnh nhà A2, thì năm nay Noel len lỏi tới từng bài đăng, bình luận trên lớp học ảo hay mạng xã hội. Dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, các hoạt động vui chơi mừng Noel bị hạn chế rất nhiều, nhưng những UMSers vẫn biết cách cho mình một Giáng sinh thú vị và ấm cúng. Đầu tiên phải kể đến một thời khóa biểu mới khiến tất cả các bạn khác phải ghen tị với chúng mình. Thử hỏi có trường nào khác ngoài UMS lại có các môn học phép thuật huyền bí như là bùa chú biến hình này, phòng chống nghệ thuật hắc ám, rồi là bế quan bí thuật, độ thổ như chúng mình. Cứ tưởng các thầy cô khi nhìn thấy một thời khóa biểu toán những môn học Harry Potter như vậy thì sẽ phải đau đầu lắm. Nhưng mà không hề nhá, tất cả các thầy cô đều chẳng khó khăn gì mà vào đúng lớp học để dạy những môn học siêu ngầu này. Mà nhân tiện, cậu làm bài kiểm tra môn thảo dược học có ổn không? Được chứ, nhưng mà tớ thấy môn tớ làm tốt nhất lại là môn phòng chống nghệ thuật hắc ám cơ. Sau này có thể tớ sẽ trở thành thần sáng á. Còn tớ thì quyết tâm đạt điểm 10 môn bùa chú để có thể chiến thắng cuộc thi tham pháp thuật. Nếu vậy cậu sẽ phải bỏ tên mình vào chiếc cốc lửa để được lựa chọn. Mà nói mới nhớ, năm nay UMS còn tổ chức một hoạt động cực kỳ hấp dẫn, đó là chiếc cốc lửa Giáng sinh đấy nhá. Đúng vậy, nhưng chiếc cốc lửa của UMS sẽ hơi khác một chút so với chiếc cốc lửa của trường Hogwarts. Để được bỏ tên mình vào chiếc cốc lửa này thì các bạn UMS sẽ phải dùng những điểm tốt của mình trong kỳ thi giữa kỳ để đổi lấy số lần tên mình được bỏ vào đó. Có càng nhiều điểm tốt nghĩa là càng có nhiều lần bỏ tên mình vào chiếc cốc lửa, và do đó thì khả năng được lựa chọn sẽ càng cao. Vào đúng ngày Noel, các thầy cô sẽ điều khiển chiếc cốc lửa lựa chọn ngẫu nhiên những cái tên đạt điểm tốt để trao những món quà bất ngờ cho người được chọn. Và sau đây, chúng mình nên điểm qua những cái tên may mắn được chiếc cốc lửa lựa chọn chứ nhở? Trần Nguyễn Minh Vương, lớp 6A1, Nguyễn Văn Chi, lớp 6A2, Trần Ngọc Huyền, lớp 6A4, Đoàn Minh Tân, lớp 6A3, Lã Thị Vân Khánh, lớp 6A4, Nguyễn Chi Lan, lớp 7A2, Bùi Hải Trung, bạn Dương Trúc Lam, Trần Nguyễn Gia Anh, Trử Vi Anh, lớp 7A4, bạn Bùi Nhật Minh, lớp 8A2, bạn Vũ Mỹ Linh, lớp 8A4, bạn Đào Phương Linh, lớp 8A4, bạn Đoàn Mai Anh, lớp 8A2 và bạn Hoàng Việt Hưng, lớp 8A3. Bên cạnh những cái tên may mắn, chúng ta cũng có những phần quà dành cho các bạn học sinh có nhiều lần bỏ tên vào chiếc cốc lửa nhất ở mỗi khối. Chủ nhân của phần thưởng này là các bạn Hoàng Vương Khánh Linh, lớp 8A1, Bùi Hoàng Lâm Nhi, lớp 7A1, Tạ Ngọc Anh Việt, lớp 6A2, Lữ Bảo Lam, lớp 6A3, Đoàn Hà Phương, lớp 6A3.
Đây là năm đầu tiên chiếc cốc lửa UMS được ra mắt và tớ hy vọng chúng mình sẽ được thấy nó nhiều lần nữa. Và còn gì tuyệt hơn một chiếc cốc lửa phiên bản offline nhỉ? Cứ nghĩ đến cảnh mọi người bò một mảnh giấy thật sự vào chiếc cốc hay khoảnh khắc thầy cô rút ra mảnh giấy có tên mình trong đó. Đủ háo hức rồi đấy. Nói tới tháng 12 thì chúng ta không thể không nhắc tới kỳ thi đánh giá và kiểm tra năng lực cuối kỳ 1 năm học 2021-2022. Trước tiên chúng ta xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành những môn thi đầu tiên. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn một số môn học khác đang chờ đón vào tuần tới. Để có thể hoàn thiện những bài kiểm tra cuối cùng trong học kỳ đầu tiên này, các bạn đừng quên ôn luyện thật kỹ các kiến thức và làm nhiều dạng bài khác nhau, hoặc là ôn tập lại đề cương để có khâu chuẩn bị thật là tốt nhé. Chúng ta hãy cùng áp dụng những phương pháp học tập đã được giới thiệu trong buổi chào cờ đầu tháng để có khoảng thời gian ôn luyện hiệu quả nhất nhé. Tớ thấy có những lớp sử dụng cách thức phân chia nhóm để làm đề cương xong rồi kiểm tra đề cương. Rất là sáng tạo cá nhở. Đúng vậy, đó chính là một thế mạnh rất lớn để UMSers có thể ôn tập thật tốt trước khi kiểm tra đang chờ đón. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể tự hỏi đáp với nhau này, với bạn bè để ghi nhớ được kiến thức nhanh hơn và cùng với đó là truyền cho nhau động lực tiến lên trong học tập nữa. Đúng rồi, rùa và cá cũng đang cùng siêng năng để hoàn thành bài làm thật tốt đây. Chúng mình cũng chúc các bạn là sẽ làm bài thật tốt nhé. Hoàn thành xong là sẽ được ăn Tết vui vẻ cùng người thân rồi. Tiếp theo về tình hình dịch bệnh, Hà Nội vẫn là một trong những thành phố có nhiều ca mắc nhất trong nước, trung bình gần 2.000 ca mắc mỗi ngày. Đây không phải là một con số nhỏ, vì vậy các thầy cô, học sinh và thính giả đang nghe radio không nên ra ngoài thường xuyên và nhớ hãy cần đeo khẩu trang, thực hiện đầy đủ 5K nếu đi ra ngoài nhé. Trong tháng 12 vừa qua, để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của học sinh, nhà trường đã có tổ chức đợt tiêm chủng cho học sinh toàn trường tại Trung tâm Văn hóa Thể thao phường Dịch Vọng Hậu. Phần lớn các bạn học sinh toàn trường đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Đối với các bạn mới tiêm, các bạn nên theo dõi sức khỏe và nếu có dấu hiệu bất thường cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi kịp thời. Vừa rồi bọn mình đã có một phần recap nhỏ về tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2021. Nối tiếp radio, chúng ta muốn chia sẻ với mọi người một kỹ năng vô cùng đặc biệt và cần thiết cho chúng ta từ bây giờ cho đến khi lớn lên, đó là kỹ năng viết email, viết tin nhắn. Lý do bọn mình lựa chọn đưa kỹ năng này vào trong radio là bởi trong trường mình thì nhiều bạn vẫn chưa nắm chắc kỹ năng này, vì vậy nên là chúng mình sẽ chia sẻ với mọi người nhé. Điều 1, ta phải luôn có một tiêu đề hiệu quả. Vậy thế nào là một tiêu đề hiệu quả? Thì tiêu đề hiệu quả cần nói rõ mục đích và nội dung chính của bức thư, chú ý là ngắn gọn thôi, đúng trọng tâm vấn đề. Đó là bởi tiêu đề chính là yếu tố làm nổi bật email của mình khỏi những email tin rác, quảng cáo. Một ví dụ đơn giản nhé, thì chúng ta có thể đặt tiêu đề email cho một bài tập nhóm sinh học là bài tập sinh học gạch dưới nhóm 3 gạch dưới 8A2. Khi có tiêu đề, chúng ta bắt đầu viết email. Luôn bắt đầu email bằng một lời chào gọn gàng. Cần chọn cách xưng hô phù hợp với vai vế, tính chất công việc của email và nhớ là không bắt đầu vấn đề bằng một câu nói mơ hồ các bạn nha. Chúng ta hãy chú ý chào hỏi bằng cả chức danh và tên của các thầy cô nữa. Ví dụ khi viết email cho chính thầy cô giáo ở trường mình chẳng hạn, thì ta có thể có lời chào như con chào thầy Huy ạ, và theo sau luôn là một dấu phẩy xuống dòng mới viết tiếp. Đừng quên giới thiệu tên mình. Con, ví dụ như con là Nguyễn Thùy Minh, lớp 8A2, trường Trung học cơ sở ngoại ngữ. Tiếp theo là phần thân thư, chúng ta phải trình bày chặt chẽ mục đích và hoàn cảnh muốn nhắc đến. Email cần được diễn giải rõ ràng, nội dung chính cần mạch lạc này, vì thầy cô muốn hoàn thành việc đọc thư và trực tiếp vào những ý chính cụ thể cần được nêu rõ, nên chú ý ngắn gọn nếu có thể. Và tất nhiên một điều nữa mà chúng ta cần đó chính là chia đoạn email thật hợp lý và thật khoa học. Có một ghi chú khi viết email như sau: chỉ sử dụng chữ in hoa khi thật cần thiết, bởi vì chữ in hoa có hiệu ứng kích thích mạnh tới người đọc. Khi ta muốn nhấn mạnh điều gì rất quan trọng thì hãy sử dụng chữ in hoa. Một điều nữa là ta cần nêu rõ số lượng tài liệu hoặc video hoặc file được đính kèm trong email và tên của những file đó để người nhận có thể biết mình nhận được bao nhiêu file và đó là những file nào. Cuối cùng, chúng ta không thể không nhắc đến một kết thư mẫu mực. Trong phần kết, ta cần bày tỏ mong đợi của mình về phản hồi của đối phương. Một ví dụ nhé, con rất mong được nhận phản hồi của thầy ạ. Nếu như cần hẹn gặp trực tiếp hay cần nhận phản hồi cụ thể vào thời gian, địa điểm hay cách thức nào thì chúng ta hãy ghi rõ ra nhé. Ví dụ như là con mong cô trả lời con qua Microsoft Teams ạ, hay con mong thầy phản hồi con lại trước ngày 12 tháng 1 ạ. Cuối cùng, để kết email, hãy để lại lời cảm ơn. Ví dụ như con xin cảm ơn thầy hoặc cô ạ. Và có thể kèm theo một lời chúc nữa. Con chúc thầy cô một ngày tốt lành ạ.
Kết thư hãy bao gồm chữ ký và chức danh của mình. Nếu như cần liên hệ lại, hãy để số điện thoại hay địa chỉ của mình để người nhận có thể lưu lại phương thức liên lạc. Ok, và điều cuối cùng rồi, thì trước khi gửi, mọi người nhớ đọc lại email của mình một lượt xem đã ổn chưa nhá. Sau đó mới nhấn gửi, bởi vì nhỡ đâu chúng ta bất cẩn một tí xíu thôi và chúng ta có một chút lỗi chính tả thì mình có thể sửa ngay được. Hãy check email khoảng 1 đến vài ngày sau đó để xác nhận xem người đó đã nhận được và trả lời email chưa. Vậy là xong rồi, cả tin chắc rằng sau khi nghe xong video này thì các bạn đều có thể nắm vững kỹ năng này rồi đấy. Hôm nay đã là ngày 31 tháng 12 năm 2021 rồi, cũng chính là ngày cuối cùng của năm rồi đấy. Vậy là sắp sang một năm mới rồi. Một năm trôi qua nhanh thật. Sang năm mới, rùa và cá chúc tất cả các thính giả đang nghe radio sẽ có năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và thực hiện những điều mình mong muốn nhé. Riêng về các bạn New Messers thì cá xin chúc các bạn sẽ luôn học giỏi này và luôn cùng nhau phấn đấu để đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra. Vào ngày đầu tiên của năm mới hay ngày mai đấy thì chúng tôi sẽ có một sản phẩm khá là đặc biệt để gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người. Nhớ đón xem đấy nhá. Và bây giờ thì chúng tôi phải đi dọn dẹp nhà cửa nốt, sửa soạn để đón chào một năm mới đây. Để kết thúc radio, chúng tôi sẽ tặng cho tất cả các thính giả một bài hát rất đáng yêu và được khá nhiều người yêu thích gần đây. Đây là một bài hát trong chương trình Rap Việt, một chương trình mà cá đoán rằng có rất nhiều người theo dõi và đón xem, có cả cá nữa này. Bài hát mang tên Nghe, nói với sự trình bày của Obito và Bibo. Vì vấn đề bản quyền nên là bọn mình không thể đưa bài hát này vào video được. Tuy nhiên thì bọn mình đã để link bài hát ở trên phần caption của bài viết, mọi người hãy vào và xem nhé. Vậy thì chúc mọi người một ngày cuối năm thật vui vẻ và hẹn gặp lại ngày mai, nhớ đón xem đấy nhé.